Hôm nay con đưa nàng dâu đến để mẹ chấm điểm đây. Chào bác ạ. Sao anh không báo trước để mẹ chuẩn bị? Thế cháu tên là gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì? Kìa mẹ, làm gì mà như hỏi cung vậy? Cháu tên là Ly ạ, quê cháu ở Thanh Hóa. Bố mẹ cháu đều làm nông ạ. Xa thế à? Sao hai đứa quen nhau? Là do công ty cháu cử cháu đi ký hợp đồng với công ty của anh ý ạ. Đúng vậy ạ. Con đi lấy nước mời bạn đi. Dạ vâng ạ. Mẹ, mẹ thấy Ly sao? Mẹ thấy nó không hợp với con đâu. Ý mẹ là sao? Con thử nhìn xem. Nó là gái tình lẻ, con thì đẹp trai, giỏi giang như thế này. Ai định lấy gái nhà quê về làm vợ bao giờ? Mẹ, thời buổi nào rồi mà mẹ còn quan trọng chuyện đó? Cái quan trọng là cô ấy tốt và hiểu con. Nếu mà được như cái Minh Anh thì có phải tốt không? Mẹ đừng nhắc đến Minh Anh nữa, con và cô ấy kết thúc lâu rồi. Tóm lại là mẹ không thích nó. Con yêu chơi thì được, chứ đừng có lấy nó về đây. Cô đến đây làm gì? Chào anh, lâu rồi không gặp. Ai đây con? Cháu Minh Anh đây ạ. Ôi Minh Anh nha, vào đây. Ui, lâu quá không gặp cháu. Bác dạo này khỏe không ạ? Bác vẫn bình thường, thế còn cháu thì sao? Cháu cũng bình thường thôi ạ. Cháu nhớ bác quá. Thỉnh thoảng sang đây chơi với bác, chứ ở nhà một mình buồn lắm. Nhưng... Kệ nó, cháu cứ sang đây bất cứ lúc nào. Ui, dạ vâng ạ, cháu sẽ tới thường xuyên luôn. Cháu xem chú vô tiền đi, chưa chỉnh hay lắm. Ô vậy ạ? Vâng. Anh, sao tự nhiên hôm nay mẹ lại gọi em sang đây ăn cơm thế? Em tưởng là mẹ không thích em cơ mà. Có khi là mẹ thay đổi ý định rồi. Thật á? Thật chứ, chắc là mẹ đồng ý em rồi đấy. Yên tâm, có anh ở đây mà. Chào anh. Cô đến đây làm gì? Mẹ anh bảo em đi ăn cơm. Ai đây anh? Chào chị. Đây là... Em là bạn gái cũ của anh Đức. Sao cô ấy lại đến đây? Anh không biết. Chắc là... Mẹ bảo nó đi ăn cơm đấy. Chắc là bác. Sao? Bác ơi. Bác ngồi đây. Ăn cơm đi. Con phải bác ăn cơm. Anh ăn đi. Anh Đức làm gì thích ăn cá? Em nhớ ngày xưa anh thích ăn món này nhất. Sao chưa bao giờ em nghe anh nói là anh không thích ăn cá? Ngày xưa anh Đức bị hóc xương cá nên giờ ghét ăn cá lắm. Chị yêu đương kiểu gì đấy? Vì yêu mình thích ăn gì chị cũng chả biết. Cô nói cái gì đấy? Thôi nào. Em nói thế không đúng à? Có phải do em đâu. Bữa cơm không yên. Bác. Đấy. Bác ơi. Đấy. Hình như chị vẫn chưa biết chuyện gì phải không? Biết gì cô? Anh Đức vẫn thường xuyên qua thăm tôi. Anh ấy còn nói với tôi là bác gái không thích chị, còn muốn tôi làm con dâu cơ. Cô cũng đúng thôi. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, mà quên là quên sao được. Ý cô muốn nói gì? Mày tránh xa anh Đức của tao ra. Nếu vậy thì cô đừng có mà mơ.
tại sao lại không nhỉ? Bởi vì tôi có cái này này. Cháu biết là chị ấy không thích cháu, nhưng đứa bé không có tội mà. Cháu nói cái gì? Đứa bé nào? Anh ơi, em có thai rồi. Thích rồi thì vậy. Chẳng phải em trước, anh say, anh qua tìm em. Bây giờ anh lại định chối bỏ trách nhiệm mà. Không chuyện đó đâu, cháu cứ yên tâm. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không giấu nữa. Hôm nay tôi gọi cô đến đây là để nói cho cô biết. Cô sẽ đi phạt đứa con tôi ra. Nó đã có con, cô đừng hòng vào cái nhà này. Sao vậy con? Mình đau rồi bác ơi. Cháu tôi mà có bị làm sao, cô không sao với tôi đâu. Bác ơi, bác đừng trách chị. Chị không cố ý đâu mà. Chuyện là như thế nào, anh Đức? Sao lại? Anh... đúng là anh có với cô ta, nhưng nó chỉ là tai nạn. Đồ khốn ạ. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể bỏ con của mình được. Sao anh không nói với tôi từ đầu, còn gọi tôi đến đây để làm trò cười cho các người à? Không phải, thì anh không phải thế. Cô nghe thấy con tôi nói rồi chứ? Mau ra khỏi đây ngay! Được lắm, rồi các người sẽ phải hối hận. Ly! Ly! Uống sữa này con. Để đấy, tí con uống. Tranh thủ lúc nó còn nóng, con uống đi. Để đấy mà. Phiền thế nhở. Sao lên đáng thế này? Cô lại vừa làm gì vậy? Không có gì đâu, là mẹ làm phiền nó đấy. Cô không sao đâu con, nó đang có bầu, tính khi khó chịu một tí cũng không sao đâu mà. Alo. Ngon lành rồi mày ạ. Nhà bà ấy cưng chiều tao như cưng chiều hoàng hậu ấy, chẳng nghi ngờ gì đâu. Tao nói một, bà ấy chẳng dám nói hai. Mày không nói, tao không nói, có giời biết à? Chỉ đợi thằng cu được sinh ra, đàng hoàng kế thừa tập đoàn của ông ấy, thì lúc ấy tha hồ. Dám lừa tôi. Anh nghe nhầm rồi. Mở gái đi. Cô nằm với thằng khác, nó bắt tôi đầu vỏ đúng không? Không, anh đâu anh ơi. Anh không phải như thế đâu, nó là con của anh mà. Hóa ra bao lâu nay cô phải nuôi con thằng khác. Anh ơi, cô chơi tôi à? Anh ơi, không phải như thế đâu mà. Anh nghe thấy. Cô chơi tôi đúng không? Không phải đâu anh ơi, nó là con của anh mà. Cút! Anh ơi, xin lỗi mà.
dạo này sống tốt chứ? Nhờ phúc của ai đấy, tôi vẫn vui vẻ, công việc cũng rất tốt. Anh xin lỗi. Chuyện ngày trước là anh sai, là do cô ta lừa anh. Anh đã đuổi. Anh không phải giải thích. Đấy là chuyện của quá khứ, tôi không muốn nghe. Chúng ta có thể làm lại không? Anh nói gì đấy? Anh không nhớ anh đã phản bội tôi như thế nào à? Phải là nực cười. Anh... Mà tôi cũng nói luôn cho anh biết, anh không có cửa đâu. Cả cái hợp đồng kia cũng thế. Ý em là sao? Tôi biết ngày hôm nay anh đến đây để ký hợp đồng, nhưng biết sao giờ, công ty tôi không hợp tác với loại người như anh. Chẳng lẽ em chính là... Đúng vậy. Tôi là chủ tịch của HAI, và tôi cũng không muốn dính líu gì đến anh. Không tiễn. Làm sao lại ở nhà này? Anh nghỉ rồi. Lại nghỉ nữa? Mới đi làm được có mấy hôm mà đã nghỉ. Em làm gì mà căng thế? Bây giờ anh không hợp, không thích thì nghỉ, có gì đâu. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, khó khăn lắm mới tìm được việc. Mà ở đấy á, làm việc như trâu như bò ấy. Lương thì có 3 đồng, không nghỉ thì có mà phát điên. Anh mới đi làm thời gian đầu nên nó thế. Có ai nhàn hạ xong cuối tháng nhận lương cao? Mà anh phải cố gắng đi thì mới quen được. Thôi, em đừng có nói nữa. Mà bây giờ nói có chả giải quyết được gì cả. Nghỉ thì cũng đã nghỉ rồi. Này, ăn bánh đi. Thế bây giờ anh định làm gì? Trước mắt anh cứ ở nhà đã. Rồi sau này có việc khác thì mình tính sau. Thế bao giờ mới tìm được việc? Đợt trước đã ở nhà cả tháng trời rồi, xong rồi đi làm, lại nghỉ, lại tìm, rồi bây giờ lại bỏ. Thì... Em yên tâm đi, đẹp trai như anh á, lo thì không có chỗ nhận. Nào, mà nhá, sau này anh mà thành công á, em muốn gì anh cũng chiều, nhà lầu xe hơi. Thôi thôi thôi, em nghe nhiều lắm rồi, trời lúc đấy em thành bà già à? Mà kể cả em thành bà già thì anh cũng nuôi em, được chưa? Chẳng biết ai nuôi ai. Mà thôi, dọn dẹp đi. Bừa bãi này, thế mà cũng xem tivi được. Xin tuân lệnh vợ. Anh dọn ngay đây. Nào đây, để đây làm thôi. Đấy. Chuyện tìm việc của anh thế nào rồi? Anh tìm được chưa? Anh mới đang cân nhắc vài chỗ. À, hôm nay em mới gặp đứa bạn, chỗ nó đang thiếu người. Hay anh đến đấy thử việc xem. Công việc đơn giản mà lương ok phết. Em bảo với bạn em là anh thất nghiệp đấy à? Đâu không phải, là em nói chuyện với nó, nói qua nói lại thì biết thế thôi. Thật ra thì anh tính mai đi làm chỗ mới. Ơ, sao lúc nãy anh bảo anh đang cân nhắc cơ mà? Thì lúc nãy là khác. Mà chỗ này là bạn anh giới thiệu. Nó bảo là công việc nhẹ, lương cũng ok. Anh thấy được. Thế á? Thế tốt rồi, em còn tưởng anh chưa tìm được việc cơ. Này, ăn đi. Sao thế? Ăn không, đi. Ờ không, không có gì đâu, không có gì đâu. Hôm nay cuối tuần mà em đi đâu đấy? Hôm nay em có lịch trực, em đi đây không muộn. À, cơm nước em để trong tủ rồi đấy. Chưa anh tự lo nhá, em đi đây. Em đi đi. Ừ, anh đây. Ừ, đi rồi. Rồi,
nhá. Nhá. Anh không sợ bọn anh về à? Ui, việc gì em khỏi phải lo. Hôm nay á, con và anh đi làm tối mới về cơ. Cuối tuần mà chị ta cũng đi làm á? Được thì làm sao mà anh biết được. Mà em đừng có quan tâm đến việc ý nữa. Anh á, chỉ có em là đủ rồi. Thật không đây? Thật mà. Anh á, chỉ có yêu em thôi, yêu em nhất trên đời thôi. Chỉ được cái dẻo miệng là nhanh thôi. Nếu đã như thế thì tại sao anh vẫn chưa chia tay với cô ta để lấy em chứ? Em không muốn mà suốt ngày gặp nhau mà cứ phải lén lút nhàn trộm này đâu. Ừ thì không phải là anh không muốn, mà là đùng một cái đã ly hôn. Thế thì nó có vẻ hơi... Anh còn suy nghĩ cái gì nữa? Hay là anh không muốn thì anh bỏ một câu? Không phải là anh không muốn. Em phải hiểu cho anh chứ. Ba em nói, nếu như chúng ta kết hôn thì công ty sẽ do anh thừa kế. Em nói có thật không? Hả? Em nói có thật không? Em đã lừa anh cái gì chưa? Chẳng qua là anh có muốn nghe. Thế thì được rồi. Ngay buổi sáng ngày mai, anh sẽ viết đơn ly hôn. Rồi anh sẽ bắt con vợ anh ký. Và lúc đấy, hai chúng ta sẽ đường đường chính chính cưới nhau. Lúc ý cũng mà tha hồ. Em, xe về rồi này. Em đang đi làm cơ mà. Đồ mặt dày cướp chồng người ta. Cô bị điên à? Cô đi ra đi. Anh mới bị điên đi. Dám đưa nhau về đây làm cho anh giường của tôi à? Hóa ra cô nghe thấy hết mọi chuyện rồi đấy à? Tôi đã nghe thấy hết. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta lật bài ngửa với nhau nhé. Tôi đang quen Hồng Anh và tôi sẽ cưới cô ấy về làm vợ. Để chuyện tình cảm của chúng ta từ nay. Anh đốn ạ! Đừng nói nhiều nữa, ly hôn đi! Anh tưởng ly hôn mà dễ à? Tôi nuôi anh bao nhiêu năm, để bây giờ anh bỏ tôi, anh đi theo con hồ ly nè! Mày dám cướp chồng tao! Hôm nay tôi đánh cho mày chết! Buông ra! Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà lấy thời gian ra làm cái cớ. Tôi bảo cô mua tôi à? Hay là cô tự nguyện? Ok, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Tôi có cơ hội thăng tiến, tôi phát triển lên, lẽ ra cô phải mừng cho tôi mới phải. Đặng lại. Được rồi, coi như tôi mù, tôi mới dám phải bãi cứ trầu như anh. Ly hôn thì ly hôn, còn bây giờ hai người cút ngay ra khỏi nhà tôi. Cút. Ok, mình đi thôi em. Ai đây? Hóa ra là người quen cũ à? Dạo này chị khỏe không? Là hai người à? Sao? Chị thấy chúng tôi hạnh phúc quá, chị không chịu được à? Nói nhiều với cô ta làm gì? Loại người như cô ta không xứng đáng được mình phải nói. Em nhìn bộ dạng đi xin việc của cô ta kìa. Sao? Chị bị từ chối đúng không? Đáng thương thật đấy. Nếu mà có túng quẫn quá thì chị quỳ xuống cầu xin tôi đi. Biết đâu tôi lại rủ lòng thương mà nói đỡ với ba tôi, cho chị một công việc hợp lý ở công ty chẳng hạn. Lau nhà vệ sinh nhá, hay quét dọn. Nghe cũng hợp lý đấy. Chưa biết ai phải cầu xin ai đâu. À, kinh nhở. Lâu không gặp, giọng lên đời phết đấy. Sao? Chị muốn cái gì đây? Thưa chủ tịch, hợp đồng ký kết với tập đoàn HII đã chuẩn bị xong rồi ạ. Chủ tịch á? Chủ tịch tập đoàn HII? Lẽ nào... Đúng như anh nghĩ rồi đây.
hợp đồng của các người trong tay tôi. Và như theo tôi được biết ý, nếu mà không có cái này thì công ty của hai người coi như xong. Em à, chắc là có sự hiểu lầm ở đây thôi. Chúng mình cùng bàn bạc lại nhá. Anh nói gì cơ? Vài phút trước các người vẫn còn cơ hội, nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Em à, dù gì thì chúng mình cũng từng là vợ chồng. Hết tình cảm thì vẫn còn tình nghĩa mà em. Anh cũng thốt ra được câu đấy á. Có loại tình nghĩa gì mà đưa gái về nhà ngủ không? Anh mà tất cả cũng là tại cô ta. Chính cô ta dụ dỗ anh. Anh im đi. Ân oán của hai người tôi đi giải quyết. Đừng lôi ba tôi và tôi vào, và cả cái công ty này nữa. Tôi còn chưa tính đến cô đấy. Tôi không chỉ muốn anh ta phải trả giá, mà cả cô nữa. Hợp đồng này tôi không ký, còn cả công ty của ba cô nữa tôi cũng mua rồi. Alo, con nghe ạ? Chúng mày làm cái gì đấy ạ? Công nghiệp của tao bị hai đứa mày phá nát hết rồi. Ba nói như thế là sao ạ? Có giống ngu à? Công ty mày đã mua rồi. Tôi không có cái này con như mày. Mày mà thằng đấy, mày đừng cố thủ phút với tao. Ba nghe con nói đã. Hai người đã nghe rõ rồi chứ? Bây giờ tôi là chủ tịch mới ở công ty HAI, và hai người sẽ không bao giờ có cửa bước chân vào đây nữa đâu. Ok em. Tất cả là tại anh đấy. Anh hại tôi rồi em biết không? Cô điên à? Chính cô mới là người hại tôi đấy. Thế thì anh quên rằng ngày xưa ai đã vì tiền mà đi theo tôi đấy à? Cô... Anh cút đi. Tôi không muốn liên quan đến anh nữa. Cút! Được rồi. Nhưng mà cô nên nhớ, bây giờ cô cũng không khá hơn tôi là bao nhiêu đâu. Thế thì anh lại nhầm. Anh đã sai, anh lại càng sai hơn. Ba tôi không có công ty thì vẫn còn tài sản. Tôi chỉ cần về xin lỗi ông, và ông sẽ lại tha thứ cho tôi một thôi. Còn anh bây giờ mới đúng là cuộc sống bế tắc đây này. Cút lấy cái máng lợn của mày đi. Thật khốn nạn ạ. Cô